trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết. Khổ lực độc giác đại Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con từ mẫn xin thầy. Dạ, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình trường bộ kinh Dīgha Nikāya, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch diệt. 34 kinh thập thượng Dasutara Sutta 7.2. Bài bảy pháp cần phải tu tập sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng dẫn dạy, và sau đây con kính cung thỉnh ngài Tệ Siêu dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, con thành kính cung thỉnh ngài. Dạ. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư thiền văn đệ tử Phật, kính chào thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Pháp Tân cùng chư tôn đức có mặt trong rừng. Tôi chào quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua cái đề tài bảy pháp cần phải tu tập. Một đề tài rất là quen thuộc. Nằm ở trong bảy cái nhóm pháp của 37 phẩm trợ đạo, tức là bảy giác chi. Nếu khi chưa có được bảy giác chi này thì không thể gọi là giác ngộ được. Muốn giác ngộ thì cũng phải có bảy cái chi phần nữa. Và từ trước đến giờ chúng ta cũng thường được nghe nhắc đến bảy giác chi. Và hôm nay thì trong cái thể tài phát cơ và tu tập, thì tôn giả Sariputta ngài đã giới thiệu về bảy giác chi là bảy pháp cần phải tu tập. Bài học hôm nay chúng ta sẽ nghe giảng dạy rộng rãi bởi Thượng tọa Giác Đẳng. Nhưng trước hết thì xin mời cô Từ Mẫn Quang Hỷ đọc cho chánh kinh, sau đó xin cùng thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng thuyết giảng.
Nam Mô Bổn Thầy. Dạ Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, dạ con tự mẫn thay mặt đạo tràng thành kính tri ân Thượng Tọa Tế Siêu. Dạ sau đây con xin đọc bài chánh kinh. Dạ thay mặt đạo hữu đã cho tự mẫn biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn Phong Lan đã post bài. Đạo hữu kinh thập thường Dasutara Sutta 7.2 bảy pháp cần phải tu tập. Satta Thamma Bahukara, Satta Thamma Pawe Tappa, Satta Thamma Bariññeya, Satta Thamma Baha Tappa, Satta Thamma Pana Pagiya, Satta Thamma Visesa Pagiya, Satta Thamma Dupati Viyiha, Satta Thamma Kinh Bà Đề Tạp Bà, Sắc Tà Thầm Mà Bà Nhịn Nề Dạ, Sắc Tà Thầm Mà Sắc Chi Cà Tạp Bà. Có bảy pháp có nhiều tác dụng, có bảy pháp cần phải tu tập, có bảy pháp cần phải biến tri, có bảy pháp cần phải đoạn trừ, có bảy pháp chịu phần tai hại, có bảy đưa đến thù thắng, có bảy pháp rất khó thể nhập, có bảy pháp cần được sanh khởi, có bảy pháp cần được thắng tri, có bảy pháp cần được tác chứng. Cà ta mê sắc ta thầm mà pa quê tập bà sắc ta thầm sắc ta sầm bồ chi hà gà Sati sambo yihango Thamma vichaya sambo yihango Viriya sambo yihango Biti sambo yihango Sakpasakti sambo yihango Samati sambo yihango Upekha sambo jihango ime sakta thamma pawe tappa. Thế nào là bảy pháp cần tu tập? Bảy giác chi, niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Đó là bảy pháp cần phải tu tập. Chú thích sau đây trích từ kho tàng pháp học Pháp Sư Giác Giới biên soạn 371. Bảy pháp cần tu tập. Pha quê tập bà thầm mà đây là bảy giác chi, chi phần của sự giác ngộ. Bồ chi hằng gà sầm phụ chi hằng gà. Niệm số 1, niệm giác chi. Sati sambo ji hằng gạ, ghi nhận bén nhạy trong đề mục đang tu tập. Số 2, trạch pháp giác chi. Thầm ma quỳ cha ya sambo ji hằng gạ, trí thẩm phát danh sắc, nhận thức sâu sắc liễu. Chính pháp là vô thường, khổ vân vân. Số 3, cần giác chi. Quy cha gia sầm bộ dị hằng gạ, sự hộ, sự nỗ lực, sự nhiệt tâm, tinh tấn dũng mãnh, không lui sụp. Việc phát huy chánh niệm tỉnh giác trong đề mục. Số 4, hỷ giác chi. Bì ti sầm bộ dị hằng gạ, sự hưng phấn. Sự hưng phấn phỉ lạc, tâm hân hoan khi an trú trong đề mục. Số 5, tịnh giác chi. Pasati sambo di hằng gạ, sự yên tịnh, tịnh thân tâm, vắng lặng thân tâm,
tức là nội tâm không bị xáo trộn, bức xúc, số sáo, định giác chi, samadhi, sambodhi, hằng gác, sự tập chú trên đề mục, tâm dưỡng trú trên đề mục, không tán loạn, không dao động. Số 7, xả giác chi, upekha sambodhi hằng gác, sự dung hòa của tâm, trạng thái an nhiên, bình thản đối với hiện trạng, trong hiện trạng sanh diệt của pháp hữu vi, không bồn chồn. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt. Dạ, kính tri ân quý sư và quý đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy. Kính đại lễ Thượng Tọa Thủy Sư, đại lễ Thượng Tọa Đức. Chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta đi vào đề tài bảy pháp cần tu tập. Và bảy pháp cần tu tập ở đây là bảy giác chi. Khi mà chúng ta đề cập đến giác chi, tức là chúng ta nói đến những cái thành tố của tuệ giác. Nói cách khác là được thắp sáng, có khả năng để quán triệt hay là tuệ giác được phát khởi, tạo thành bởi một cái sự tập hợp của nhiều thành tố. Chúng ta có thể hiểu như là một công thức. Ở trong công thức này nêu rõ là có những thành phần nào được kết hợp lại để tạo nên khả năng nhận chân, khả năng quán triệt, khả năng thấu suốt, khả năng liễu ngộ. Khái niệm này tương đối là xa lạ đối với hầu hết những người theo tôn giáo thời Đức Phật còn tại thế, và ngay cả hôm nay cũng vậy. Chúng ta thường quan niệm rằng cái khả năng bất chợt nhận hiểu một điều gì đó, nó là một thứ mà nói theo cái cách hài hước là thông minh đột xuất. Nó còn biết sao tự nhiên lúc đó ông ứng và nhập gì đó, mình tự mình sáng ra, mình thông minh ra. Hay hoặc giả là chúng ta nghĩ rằng tuệ giác nó là một thứ được ban phong. Thí dụ một người có nhiều công đức tu tập rồi gặp Phật, Đức Phật ngài ban thưởng cho vị đó trở thành một vị A-la-hán, vị tu đà hồi. Hay hoặc giả là chúng ta hiểu tuệ giác đó, đó là một thứ gì đó mà như là hoa được nở ra sau một thời gian dài trồng cây, rồi hoa đã tạo ra trái. Nhưng mà cái hiểu
ở trong những pháp Bồ Đề Phật, tổng cộng có 37 pháp Bồ Đề Phật, và trong 37 pháp Bồ Đề Phật có một bộ phận bảy pháp mà chúng ta gọi là thất giác chi. Thì thưa quý vị, khẳng định rằng tuệ giác sanh khởi là do kết hợp của nhiều thành tố, như là một công thức. Công thức đó, đó nó phải hội đủ những điều kiện ắt có và đủ để tạo nên tuệ giác. Và bảy cái giác chi không phải chỉ có lợi lạc đối với đời sống tu tập đối pháp hành, mà ngay trong đời sống hàng ngày, nếu chúng ta hiểu rõ bảy pháp giác chi, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ tạo cái điều kiện để sanh khởi những thứ trí tuệ, sự bẩn tiệp mà chúng ta không có ngờ lại được ở trong đời sống. Hồi chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi có bị ảnh hưởng bởi một số những người xung quanh, và kể cả sách vở. Chúng tôi hay thích những đọc những quyển sách gọi là Học Làm Người. Ở trong đó có một quyển sách mà chúng tôi nhớ là lúc đó rất là chăm chú để mà đọc, có cái tựa đề là Luyện Lý Trí. Khi mà nói đến luyện lý trí thì nghĩ rằng cuốn sách đó là một bí kíp, nó chứa đựng những điều mà chúng ta cần có để làm cho mình thông minh hơn, sáng dạ hơn, mẫn tiệp hơn. Nhưng mà thưa quý vị, sau này khi mà có được cái nhân duyên đầu sâu hơn vào Phật Pháp, thì mới hiểu rằng nó chỉ là một cách suy luận. Và sự suy luận đó, đó nó không có hẳn là đủ sâu, đủ thực dụng để làm cho mình tăng trưởng lý trí. Đó là một cuốn sách đưa ra vài gợi ý thì có thể. Nhưng mà điều mà chúng ta nói đến ngày hôm nay là chúng ta nói về bảy giác chi, tức là những thành tố tạo nên tuệ giác. Thì thưa quý vị, phải hiểu rất rõ và có áp dụng được ở trong đời sống thì chúng ta mới thấy rằng trí tuệ, sự mẫn tiệp, tuệ giác không phải là cái gì trên trời rớt xuống tình cờ mà có được, hay là một thứ thông minh đột xuất, mà trí tuệ được tạo nên bởi những yếu tố. Và nhiều yếu tố ở đây đó sẽ làm cho chúng ta rất là ngạc nhiên, bởi vì chúng ta không nghĩ rằng điều đó quan trọng. Cách đây vài hôm chúng tôi có đọc một cái bài viết, và ở trong đó người ta nói rằng mình muốn hiểu về thiên nhiên á, thì trước nhất là phải chúng ta phải tháo bỏ những cái thành kiến sai lầm về thiên nhiên. Đó là một cách nói rất là thú vị, bởi vì khi mà nói đến làm cách nào để thành tựu tuệ giác, để có được một trí tuệ mà chúng ta gọi là liễu ngộ, cái nhìn xuyên suốt ấy, thì chúng ta phải tháo bỏ đi những cái quan điểm vốn đã ăn sâu trong lòng của chúng ta. Ba cái thí dụ là có nhiều người nghĩ rằng để có được trí tuệ sáng suốt, mẫn tiệp thì chúng ta phải suy nghĩ nhiều.
vò đầu bức trắng, càng suy nghĩ, càng lý luận thì mình càng sáng suốt. Thật ra nó không phải như vậy. Đa số cái cách suy nghĩ mà chúng ta gọi là suy nghĩ lung đó, suy nghĩ mà đông chiêu, nó làm cho chúng ta rối trí nhiều hơn là dẫn chúng ta đến sự thành tựu trí tuệ thực sự. Rồi thưa quý vị, chúng ta cũng có quan niệm rằng sự hiểu biết chân thật, hiểu biết xác thật nó đến từ kiến thức. Chúng ta tin vào cái kho tàng kiến thức của thế gian và những gì mà mình thu thập được, nó trở thành một cái kho trữ khổng lồ. Thì thưa quý vị, ngay cả ngày hôm nay đó, ở trong ngành tin học điện toán đó, bộ nhớ chỉ là bộ nhớ, nhưng mà để có thể vận dụng được những dữ kiện và tạo cho chúng ta những cái gì gọi là tính anh thì sử dụng đến cái processor. Cái processor không phải là bộ nhớ. Processor là một tiến trình để chẳng những thu thập dữ kiện mà còn sử dụng dữ kiện đó một cách hợp tình hợp lý. Một cách khác đó là ở trong lĩnh vực quân sự đó, thì cái bộ nhớ căn bản giống như là tin tức tình báo được thu thập. Nhưng mà mình thu thập tình báo mà để kiểm tin rồi để sử dụng tin, nó là một chuyện khác. Chứ cái chuyện thu thập tin nó chỉ một bước đầu. Chúng ta có thể thu thập rất nhiều cái kiến thức của thế gian này. Có những người có trí nhớ phi thường, gọi là traffic memory, như là trí nhớ của một câu chuyện xưa mà chúng ta nói là Lê Quý Đôn. Chỉ tình cờ mà ngó thấy sổ sách, mà sau đó nhà cháy đi mà có thể đọc lại bên vách những sổ sách đó, thì không có nghĩa là mình nhớ nhiều và mình có sự sắc bén để hiểu biết. Chúng ta thường có cái sai lầm về những. Thật ra ở cái thứ nhất ấy, chúng ta nói rằng trí tuệ nó không đến đơn thuần từ sự suy tư. Và điều thứ hai chúng ta phải nói rằng trí tuệ không đến đơn thuần từ cái bộ nhớ, từ cái kiến thức của chúng ta, hay từ cái kiến thức mình được thu thập. Và điều thứ ba đó là chúng ta thường làm một sai lầm rất lớn, đó là mình quan niệm rằng tuệ giác hay là sự bẩn tiệp đến từ cơ sở của lý luận. Và điều này thì chúng ta ảnh hưởng Tây Phương rất lớn. Thậm chí chúng ta hiểu rằng tuệ giác nó là một cách suy luận hợp lý. Vì hợp lý ở đây chúng ta tạm gọi là logic. Cái logic đó tức là mình suy nghĩ theo một cái công thức định đặt nào đó. Thí dụ như người ta nói rằng tất cả con người đều phải chết. Anh A là con người, như bề ta là đều phải chết. Cái đó người ta gọi là một cái tam động lực hợp lý. Nhưng mà lý luận không cho chúng ta tuệ giác như chúng ta nghĩ. Nó có thể cho chúng ta một cách suy luận hợp lý, nhưng mà có nhiều điều ở trong cuộc sống không thể nhận thức đơn giản bằng cơ sở lý luận, bằng ngôn ngữ. Và những điều đó khi mà chúng ta đi vào thế giác chi sẽ cho chúng ta biết tại sao. Thì bây giờ khi mà tháo bỏ mọi cái thành kiến là tuệ giác không đến từ sự suy nghĩ, không phải đến từ kiến thức thu thập, không phải đến từ lý luận, thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi rằng tuệ, cái sự hiểu biết chân thực nó đến từ đâu, nó được kết cấu như thế nào, được hình thành như thế nào, bảy giác chi, đó là câu trả lời. Và dĩ nhiên là
Khi mà Đức Phật dạy về bảy giác chi này, Ngài dạy về một thứ tuệ giác xuất thế, một thứ tuệ giác rất là sâu xa hiểu biết cái bản chất chân thực của các pháp. Và ở trong cái cách trình bày ở đây, chúng ta chỉ có thể nói một cách rất là phổ thông, không thể nào quá sâu vào pháp hành. Tuy nhiên qua đó có những gợi ý rất là quan trọng. Thứ nhất là niệm giác chi. Khi mà chúng ta muốn nói vào niệm giác chi thì chúng ta nói rằng bảy cái yếu tố này, khi mà gọi là giác chi đó, tức là những yếu tố đã thành phẩm. Đã thành phẩm tức là những yếu tố này đã được tôi luyện, đã được quân. Chúng tôi lấy tương tự là mình muốn nấu một nồi chè, nó cần có những nguyên liệu. Đây là bột, đây là đường, đây là đậu, đây là những cái món mà mình cần. Và những món đó đã thành phẩm, tức là đậu nó phải là đã là đậu, đường nó phải là đường. Chứ không thể nói rằng ở trong lúc này chúng ta cần cái món này mà chúng ta phải làm thế này phải kia để ra món này được. Thì cái niệm ở đây đó nó không còn là cái chuyện mà đơn thuần là mình tập để theo dõi hơi thở, tập để theo dõi từ động thái của thân như là bước đi hay là cử chỉ. Mình niệm ở đây đã trở thành một cái khả năng tỉnh táo, bén nhạy và có thể bám sát với thực tại. Chúng tôi lấy một ví dụ như là một cái người làm nông. Hồi nhỏ chúng tôi có thời gian sống gần với ông ngoại, và có những lần mà chúng tôi đi thăm ruộng với ông ngoại, phải nhận là tuổi thơ lúc đó chúng tôi rất là phục ông ngoại, bởi vì mình là nhỏ đi ra đồng ở trên những con đê đó, mình đi chỉ là đi thôi. Như vợ ngoại đi thì ở ngoài biết được cái bờ đê nó có những lỗ mồi mà nước đang bị mất, và phải đi tìm chỗ đó để lắp cái lỗ mồi lại để giữ nước trong ruộng. Lúa ở trong ruộng á, nó đã có bị rầy, và làm sao để cô lập cái vùng nào có rầy để rầy nó không có lan tràn cho những vùng khác, ở trong những đám lúa khác. Ruộng bây giờ cần phải thêm nước, cần thêm cái này cái kia. Chúng tôi thắc mắc trong lòng là làm sao mọi người có thể đi qua một đoạn đường đây mà có thể biết nhiều như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, vì rất đơn giản, ông ngoại chúng tôi cả đời làm ruộng. Ở trong cả đời làm ruộng đó, thì tự nhiên có cái khả năng rất là bén nhạy để quan sát, có khả năng rất là bén nhạy để ghi nhận, có khả năng rất là bén nhạy để hiểu cái thực trạng của miếng ruộng nó là thế nào, cái tình trạng của cánh đồng như thế nào. Thì khi mà cái niệm á mà đạt đến cái chỗ thuần ảo diệu đó, thì hành giả đó có đủ khả năng bám sát với thực tại là cái gì đang diễn ra ở thân, ở tâm của mình. Khi mà chúng ta chưa đủ niệm mạnh đó, thì mình thở vô thở ra mình không biết, cái cảm giác khổ lạc ưu hỷ xả mình không biết, cảm giác tối thượng phàm tục hay là xuất thế gian mình cũng không biết. Tâm mình là tâm thiện hay tâm bất thiện, tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm có định hay không định, chúng ta cũng không biết. Và chúng ta đang cảm nhận đau khổ chúng ta cũng không biết. Chứ tôi lấy một cái ví dụ là con người chúng ta đôi khi mình hỏi hạnh phúc là gì. Hạnh phúc là sự hy vọng chờ đợi, hay là hạnh phúc là cái mà mình có được? Hạnh phúc là cái thế này thế khác. Có nhiều người nói rằng chuẩn bị một chuyến đi chơi xa, cái nôn nao, cái háo hức chờ đợi đó, cái
cái đó mới thực sự là hạnh phúc. Khi mà đã đến đó rồi, nó không là hạnh phúc. Có nhiều người nói rằng mình phải có mặt ở tại đó, mình hưởng thụ, nào là cảnh đẹp, nào thức ăn ngon, nào là vui chơi mới là hạnh phúc. Chứ trong khi mà chuẩn bị đâu có gì hạnh phúc. Thật ra thì với những cách nói như vậy, chúng ta vẫn chưa hiểu được cái cảm thọ của chúng ta là gì. Chúng ta cứ nghĩ rằng cái này là mặt mũi của hạnh phúc, cái kia là mặt mũi của hạnh phúc. Cái này là mặt mũi của đau khổ, cái kia là mặt mũi của cái này khác. Nhưng mà một cái vị hành giả tu tập niệm tinh tế, vì đó sẽ không biết cái này chính là khổ, cái này là nhân sanh khổ. Ví dụ như là mình kỳ vọng cái gì đó, mình mong muốn cái gì đó, thì cái kỳ vọng mong muốn đó, nó là nguyên nhân. Và cái sự thất vọng do cái sự kỳ vọng đó, thì cái đó chúng ta gọi là khổ. Thì trong cái sự kỳ vọng và thất vọng đó, để nó hiểu rõ, đây là khổ, đây là nguyên nhân của sự khổ. Cái đặc biệt của niệm thứ quý vị, một lần nữa cho chúng ta cái khả năng trở về để bám sát với thực tại, để thấy rõ thực tại. Không phải ai cũng hiểu rõ thực tại đâu. Chúng ta nghĩ rằng mình niệm có nghĩa là mình ngồi xuống, mình tập trung vào hơi thở ra vào, đó là niệm. Nhưng cái niệm mà tinh luyện, giống như một ông cụ mà đi ngang một cánh đồng, chỉ đi ngang thôi là đã biết là ruộng đó có rầy hay không có rầy, nước trong ruộng có đủ hay không có đủ, cái gì cần phải làm thì nó không biết được. Cái biết đó rất là thực, rất là bén nhạy, rất là rõ ràng. Với một cái người mà đang ở trong thời kỳ mà mới tu tập thì họ lây quay, họ rất là bối rối. Cái gì xảy ra ở thân và tâm của mình? Chúng ta dùng cái chữ bối rối ở đây thì nhưng mà chúng ta cảm thấy rất là lúng túng. Lúng túng như là người ta nói rằng đôi lúc mình ngồi thiền mình cảm thấy tay chân mình nó dư ra, nhưng mà với một cái người khác này thì không có cái gì gọi là dư, không có gì gọi là thiếu, không có gì gọi là hay, không có gì dở, không có gì thích hay không thích. Tất cả chỉ là đối tượng của chánh niệm, và đối tượng chánh niệm đó đều rõ ràng hết. Và đây là một yếu tố rất là quan trọng. Và thưa quý vị, một cái thành tố thứ hai của tuệ giác đó, đó là trạch pháp giác. Chứ trạch pháp ở đây đó, nó được hiểu là, thường định hiểu là sự chắc lọc, sự thẩm sát, sự phân biệt. Nhưng mà chúng tôi nói rằng những giác đi này còn là trong cái giai đoạn bình thường của tu tập. Mà giác đi ở đây khi mà nó trở thành một cái thành tố của giác ngộ đó, thì nó đã là những gì được thành phẩm. Tức là ở đây chúng ta nói tới sự tinh tế. Sự tinh tế là cái khả năng phân biệt. Và cái sự tinh tế này đó, rất là khó nói. Nhưng mà mình biết rằng giữa cái giả và cái thật đó, đôi khi nó rất giống nhau. Tại vì người ta cố gắng làm giả nghĩa là nó gần giống như thật. Nhưng một người tinh tế thì có đủ khả năng biết rằng đó là đồ thật hay đồ giả. Chúng tôi nhớ có một lần nghe có hai người họ nói chuyện. Một người họ chuyên nói chuyện xài một cái đồ hiệu nào đó. Và có một người khác họ nói chuyện rằng sao mấy người hay quá, họ nhìn đồ người ta xài biết là đồ thật đồ giả. Thì người kia họ nói rằng thật ra cái người không có xài món đó, đó thì đôi khi nhìn không có ra. Nhưng mà với một người mà đã quen xài nó lâu rồi, họ nhìn thoáng qua họ biết cái đó là cái gì được. À, cái đó đồ thật hay đồ giả. Cái đó chúng ta gọi là sự tinh tế. Sự tinh tế này cho phép chúng ta hiểu được cái điểm xuất phát. Quý vị nhớ là khi trong cái điểm xuất phát tốc độ độ và 45 độ mà từ điểm xuất phát nó giống rất giống nhau. Nhưng mà nó càng đi xa đó thì cái 45 độ và 90 độ nó càng khác biệt, càng xa nhau. Thì đối với một hành giả mà cái thọ khổ
mà thuộc về phàm tục hay thuộc về xuất thế gian đó, đôi lúc nó không khác nhau. Nhưng với một người đủ sự tinh tế thấy là nó khác. Cái này khổ bây giờ nhưng mà tương lai nó tốt. Cái này khổ bây giờ, cái này lạc bây giờ nhưng mà tương lai nó không tốt, vì nó phân biết rõ. À, cái suy tư này là cái tầm nên thân cận, và cái suy tư này là cái tầm không nên thân cận, vì nó biết rõ. Cái điểm này là điểm rất là khó biết được. Nhưng mà sự tinh tế này đó, nó lại trở thành một thứ bản lãnh. Cái bản lãnh này là có thể thấy được sự khác biệt ở trong đường tơ cả tóc. Muốn nói điều này thì chúng tôi thưa một điều là có những người mà gọi là trà sư đó, họ được thuê về để làm công việc đó là lấy một cái muỗng đặt vào trong cái chung trà, đưa lên để ngửi thôi, thì họ biết trà đó là hạng A, hạng B. Có những người mà họ giỏi về rượu đó, họ chỉ cầm lên họ ngửi cái mùi rượu đó là họ biết rượu đó rượu ngon hay rượu dở, chưa có nếm rượu đó. Nói thì rất là khó tin, nhưng mà quả thật đó là cái sự tinh tế nó có thể đạt đến cho ảo diệu như vậy. Cái sự tinh tế đó đó, nó là cái khả năng để phân biệt, để thẩm sát, để chắc lọc. Và cái này đó thì quả thật là rất là khó để diễn tả bằng ngôn ngữ. Chúng tôi nhớ là hồi xưa có một vài lần chúng tôi nghe một người đặt câu hỏi là tại sao người ta đọc sách, người ta cầm lên một quyển sách đó, mà họ có thể biết được quyển sách đó có giá trị hay không có giá trị, mà không, mới không đọc vừa đọc can thôi. Nhưng mà kỳ thật là nhìn cái cách mà họ chú thích quyển sách, nhìn cái cách mà họ biết, nhìn qua cái bố cục về mục lục đó, thì chúng ta có thể lượng định được nội dung của quyển sách. Dĩ nhiên là nó không phải 100%, nhưng mà vị nào đã đọc sách thường thì đủ sự tinh tế để thấy, để biết về chuyện đó. Không cần phải đọc hết 500 trang, không cần phải đọc hết 1.000 trang mới biết được giá trị quyển sách. Một quyển sách mà viết mà không có chú thích thì chú thích cái bừa bãi, hay là cái bố cục mà nó lôi thôi đó, thì mình có thể thấy, có thể biết liền. Nhưng mà nói là cái mức độ sự tinh tế nó gọi là trạch pháp chắc gì. Và thưa quý vị, cái pháp thứ ba chúng ta gọi là cần giác chi. Cái cần giác chi này đó, như chúng tôi nói rằng nó là một thứ gì gọi là thành phẩm, nó không còn là mang cái tính cố gắng nữa, mà cần giác chi đã trở thành một thứ nội lực. Nội lực như chúng tôi lấy ví dụ là chiếc xe mà cái phân khối nó lớn thì nó chạy mạnh, mã lực nó nhiều thì nó chạy mạnh. Và một hành giả một khi mà đã thành tựu cần giác chi rồi thì thưa quý vị, đối với họ đó là họ có đủ cái sức mạnh để làm cái gì đó. Chúng tôi lấy ví dụ như là một chiếc xe mà máy lớn thì nó có thể kéo một cái rơ móc lớn. Một người mà có tiền nhiều khi mà ra ngoài nhìn cái công việc này, nhìn công việc nó khác với người không có tiền. Chúng ta có tiền đó thì chúng ta sẽ ăn mặn nói bạo, nghĩ những đề án lớn. Mình không có tiền đó, thì cái khó nó bó cái khôn. Đôi khi mình nghĩ cái gì nghĩ chút chút vậy thôi, tại vì mình không có tiền. Cái tiền ở đó mình tạm thí dụ như là cái nội lực của mình. Chúng tôi cũng thú thật với quý vị một điều đó là chúng tôi không có giỏi về dọn dẹp phòng ốc. Và chúng tôi biết có những người mà họ rất giỏi. Một cái phòng mà nó lộn xộn đủ thứ đồ ngổn ngang như vậy, nhưng mà họ chỉ cần một buổi là họ thể sắp xếp gọn đâu vào đó. Chúng tôi ở gần một vị hòa thượng, là hòa thượng Bửu Vương, thì ngài rất là thù thắng về điểm này. Ở trong chùa thỉnh thoảng có mà dọn tăng xá, dọn này kia đó. Chúng tôi phải nhìn nhận là khi mà chúng tôi thấy một đống đồ ngổn ngang ở một những căn phòng ngổn ngang á, thì mình nhìn thấy mình đã mệt rồi. Nhưng hòa thượng chỉ nói câu là ô, khi đi làm để cho tôi. Và chỉ cần nửa ngày sau chúng tôi trở lại thì chúng tôi thấy rằng ngài dọn đâu vào đó. Và ngài không có vẻ gì là mệt mỏi, không có vẻ gì là khó khăn. Thì chúng tôi hiểu rằng thật ra có những vị họ có khả năng về những gì đó,
sức khỏe, như là tiền bạc hay là gì đó, cái nội lực đó cho phép họ vượt qua những cái thử thách, vượt qua những thách đố một cách thoải mái, không thấy có vấn đề. Thì như chúng tôi nói là chiếc xe mà muốn chở nặng nó, cái phân khối nó phải lớn, không thể nào một người mà cái tâm lực họ nó quá yếu, họ không có năng lực. Cái chỉ cần ở đây chúng ta thấy hiểu giống như là một thứ nghị lực. Bây giờ nghị lực theo ngôn ngữ bình thường của chúng ta, rồi cái nghị lực họ đã mạnh rồi đó, thì thứ quý vị họ có thể làm những chuyện mà chúng ta nghĩ là phi thường. Cái nghị lực nó được có thể tìm thấy nhiều thứ trong đời sống. Có những người thấy cái gì cũng ngại, thấy gì cũng ngán. Và nhất là thưa quý vị, khi mà chúng ta sức khỏe yếu, chúng ta thấy cái gì chúng ta cũng sợ hết. Nếu dùng tới sức, chúng ta nghèo mà thấy cái gì mà tốn tiền nhiều chúng ta cũng sợ. Và khi cái tâm lực của chúng ta yếu rồi, thì nghị lực chúng ta yếu rồi, hầu như là mình làm cái gì mình cũng miễn cưỡng, mình không dám làm. Nhưng mà để ăn mạnh nói bạo, để có thể xốc vác, để có thể làm một cách mạnh mẽ, thì quả thật là chúng ta cần cái nghị lực. Dạ, chúng ta cần nghị lực lớn. Thành ra có những vị mà nhiều trí tuệ nhưng mà không dám làm hết, tại vì họ có trí tuệ đó nhưng mà cái nghị lực không có, và năng lực không có. Thì cái cần nhắc gì ở đây không nên hiểu còn cố gắng. Sự cố gắng chúng gọi là ráng. Dạ. Nhưng mà sự cố gắng ở đây nó không phải là cố gắng. Ở đây là một thứ năng lực, một thứ nghị lực đã thành phẩm, tức là đã có sẵn rồi. Đó là một thành tố ở trong tuệ giác. Bây giờ chúng ta nói đến pháp thứ tư gọi là hỷ giác chi. Hỷ giác chi này là trạng thái hân hoan. Nhưng mà chúng ta phải nói một cái ngôn ngữ thường tình hơn đó. Đó là cái sự thoải mái. Đó là cái khả năng dễ chịu khi mà làm việc gì đó, đối diện với gì đó. Nó là một cái khúc mắc ở trong học Phật. Ở trong học Phật có nhiều lúc mà, thưa quý vị, chúng ta được mô tả là một cái người mà muốn đi tu thì người đó phải yếm thế, phải chán đời, phải chịu những đau khổ nhức nhối rồi bỏ thế gian. Cái đó, cái diễn tả đó, nó chỉ là sự diễn tả rất là nghèo nàn. Một cái vị mà tu tập không hẳn là bị nó chán thế gian, nó đổi như một người thất tình, rồi bỏ tất cả, hay là người thất bại trong hoạn lộ, rồi người đó mới đi tìm mua cái thú điền viên, lên non tìm động hoa vàng ngũ sắc, phải như vậy. Nhưng mà thật sự, đối với vị mà thành được tuệ giác, nó giống như trường hợp là chúng tôi lấy ví dụ có một người đó, họ rất là sợ máy móc, họ sợ computer. Mỗi lần họ ngồi trước computer có những trục trặc, họ rất là lo lắng là không biết mình làm cái này có đúng, cái kia có đúng hay không. Họ ngồi trước computer đó, họ cảm tưởng như mình làm sai cái máy nó sẽ nổ ra, hay nó sẽ bị cháy thì nó bị hư đi. Họ ngồi trước computer, họ thấy rằng ồ, ở đó có bao nhiêu thứ rắc rối mà mình chỉ ráng né cái này né cái kia, đừng làm trật. Thì cái cảm giác mà ngồi trước computer mà sợ computer, mà không có thoải mái với computer, không có dễ chịu với computer đó, cái trạng thái đó giống như một cái người mà mới tu tập hay phải đều tu tập, họ rất là sợ. Nhưng một khi mà thưa quý vị, một người đã quen làm việc với computer rồi, thì cái computer nó càng mạnh, nó càng tinh tế, thì ngồi trước đó mình cảm thấy thoải mái, không có gì hết. Chúng tôi dùng cái ví dụ này tại vì chúng tôi biết rằng có quá nhiều vị đã quen với computer rồi, và quá nhiều người quen với computer. Hay là cái kinh nghiệm bản thân của chúng tôi đó, thì chúng tôi không phải là một người giỏi về mặt đó, nhưng mà chúng tôi thường đi đến những thành phố lạ xa. Chúng tôi chưa bao giờ đến một thành phố xa lạ mà mình cảm thấy sợ hãi hết. Chúng tôi cũng thú thật với quý vị là chúng tôi đến thành phố xa lạ chúng tôi cảm thấy rất là thoải mái, tại vì ở đó mình sẽ học được nhiều điều, mình có thể quan sát được nhiều điều. Nhưng mà chúng tôi cũng biết rằng có những người đó không quen, đi đến chỗ lạ rất là sợ, chỉ muốn quanh đi quẩn lại những chỗ nào quen thuộc thôi. Ở đây đó, nó có một sự khác biệt rất lớn giữa cái trạng thái gọi là mình thoải mái, dễ chịu do cái sự có hân hoan, hay là khi mà mình có đủ cái sự hân hoan
mình đọc một bài kinh khó hiểu, mình đào sâu vào một tác phẩm kinh điển khó hiểu, thì mình cảm thấy mình hoan hỷ, cảm thấy hân hoan. Cái hân hoan đó khiến cho chúng ta làm một cách mọi thứ một cách trơn tru, một cách dễ dàng, giống như một thứ dầu mà trong máy vậy đó. Máy nào nó chạy nó phải có dầu, dầu nó làm cho những cái bộ phận đó nó bớt đi cái sự sự bào mòn của ma sát, đó là một thứ trơn tru. Thì cái hỷ giác chi của mình hồi nhỏ chúng tôi nhớ là mẹ chúng tôi hay la đó, khi đầu làm cái gì, thí dụ như là chúng tôi rất là sợ lạc rau, thưa quý vị, ở miền quê hay ăn ăn rau thơm đó. Bởi vì biết ở trong nhà đông người, 7-8 người mà mỗi lần ăn cái gì rau thơm, ăn một thúng chứ phải là một rổ, một thúng lớn, một thúng ngồi lặt ra, bỏ những cái này kia. Và hồi nhỏ chúng tôi sợ làm cái đó. Thì mẹ chúng tôi hay ra là phụ làm đồ ăn mà mặt giống như trả nợ quý thần. Cái mặt trả nợ quý thần là mình không có thoải mái, mình không dễ chịu, mình làm cho có làm. Nhưng một khi mà cái gì đó mà mình đã đủ hiểu cái giá trị của nó, và đủ sự thích thú, thì nó càng thách thức, nó càng tinh tế, nó càng khó khăn, nó càng phức tạp, thì đối với mình càng cảm thấy hân hoan, cảm thấy dễ chịu. Và cái sự hân hoan này nó là một cái lợi thế rất là lớn. Như người ta thường nói rằng mình cái gì mình cố gắng làm á, nó không bằng cái mà mình vui mà mình làm, mình muốn mà mình làm, cũng làm việc đó. Nhưng một người làm một cách cưỡng cầu nó khác với một người mà làm việc bằng sự hân hoan. Sự hân hoan nó là một cái tố chất mà nó khiến chúng ta rất là thoải mái để đi xa, để lặn sâu và để có thể vượt qua tất cả những cái chướng ngại. Bởi vì sao vậy? Tại vì nó thoải mái rồi. Chúng tôi coi những cuốn phim mà những nhà thám hiểm đó, mình mới thấy cái tâm trạng của họ khác với chúng ta là chúng ta thì rất sợ đi vào những thế giới xa lạ, rất sợ đối diện với những đe dọa. Nhưng mà những người mà họ đã thám hiểm rồi đó, họ có thể đi vào những vùng đất chưa ai đặt chân đến, những vùng đất hoang vu, hoang sơ, khám phá ra cái lạ. Tại vì sao vậy? Là cái bản chất của họ là họ thoải mái với điều đó. Thành ra cái hân hoan đó, nó là cái gì rất là cái hân hoan về giá trị đó, nó là một cái chất dầu, nó làm cho trơn tru cái máy nó chạy mà một cách không có bị bào mòn, bị khó khăn. Thì chúng ta hiểu cái hỷ giác chi là như vậy. Hỷ giác chi là sự hân hoan. Hân hoan đó là chúng ta thoải mái, chúng ta dễ chịu. Và một cái yếu tính thứ năm đó, chúng ta gọi là tỉnh giác chi. Và đôi khi chúng ta hay dịch là khinh an giác chi. Cái chữ tỉnh giác chi ở đây có nghĩa là một cái trạng thái không có bị những cái vướng vấp, không có bị những cái chi phối, không có bị những cái níu kéo. Mình đưa ra ví dụ là khi nào trong người chúng ta đi làm cái gì đó mà mồ hôi nó ra về nhiều đó, thì trong người mình nó có mùi chua, hay là trong người mình cảm thấy không có sạch sẽ đó. Mình ngồi xuống mình đọc một trang sách, đọc một bài thơ, hay là làm việc gì đó, mình cảm thấy nó chưa thoải mái. Nhưng mà mình vào trong phòng tắm, mình tắm xong người mình đã sạch sẽ, nó không còn mồ hôi, nó không còn có mùi này mùi kia nữa. Mình ngồi xuống mình làm việc gì, tự nhiên cái trạng thái đó trong dự án được giờ khinh khoái, tức là sau khi mình tắm xong mình thấy sạch sẽ, cảm thấy nhẹ nhàng, mình làm việc gì mình cũng cảm thấy thích đó. Hay là quý Phật tử mà có một cái niềm vui đến, nhưng mà niềm vui đó còn bị vướng vấp rất là nhiều thứ. Nào là lo cái chuyện ân oán cá nhân, nào là chuyện về cộng đồng, nào là chuyện nhà, chuyện cửa. Thì cái niềm vui đó không có trọn. Cái niềm vui không trọn là vì nó bị trì trệ, nó bị chi phối bởi nhiều thứ. Và những cái thứ mà nó làm cho chúng ta bị vướng vấp, những cái thứ mà nó làm cho chúng ta bị trì trệ, nó bị kẹt, bị này kia, khi được giải tỏa hết thì nó làm cho chúng ta đạt đến cái chỗ khinh an, khinh khoái, và đạt đến chỗ chứng tịnh, tôi nghĩa là rất là nhẹ nhàng. Cái sự nhẹ nhàng này đó, nó giúp cho chúng ta rất là nhiều để
để đi sâu, đi xa mà không bị vướng bận. Bây giờ mình tạm lấy cái ví dụ như vậy, là có người tặng chúng ta một quyển sách hay. Để đọc quyển sách hay đó một cách gọi là trọn vẹn, để thưởng thức quyển sách đó mà với tất cả sự tập trung, thì thưa quý vị, chúng ta nói đến một sự gọi là rỗng rang. Và cái chữ rỗng rang là cái chữ của người Huế hay xài, và người Trung hay xài chữ rỗng rang. Chữ rỗng rang ở đây nghĩa là không có vướng bận, không có không bị kẹt cái này, không bị kẹt cái. Nếu một người mà ngồi đọc quyển sách mà phải lo nấu nồi cơm, hay là ngồi đọc quyển sách mà phải lo chăm con nít, hay là ngồi đọc mà còn lo sợ không biết là mình nhờ công việc đó ai làm mà có được hay không, thì thứ gì đó không có rỗng rang, không có thanh thản, không có nhẹ nhàng, thì thưa quý vị, chúng ta không thể nào hưởng trọn cái quyển sách đó. Nói có thể tạm thí dụ như vậy, thì tỉnh giác chi đó là một cách mà làm thế nào để cho chúng ta dứt bỏ đi những cái chi phối không cần thiết, những cái níu kéo mà nó vốn làm cho người chúng ta nó bị trì trệ. Thật ra thì trong đời sống tinh thần đó, nếu một người sống sống nội tâm hiểu đó, thì thấy được rằng tâm của chúng ta thường nó bị nhiều sự dây cối trột, cột trói lắm. Cái sự dây cột trói đó nói cho nó rõ có đôi khi chúng ta gọi là thần thúc, là kiết phược, là kiết sử. Nhưng bình thường mình không thấy những cái sự cột trói đó. Và khi nào mà mình có dứt đi, mà bỏ đi, thì mình mới thấy rằng đó, nó làm cho mình được được khinh khoái, được rỗng rang, được nhẹ nhàng. Và cái yếu tố rỗng rang nhẹ nó giúp cho chúng ta được hưởng một thứ mà người ta gọi thực sự là tự do. Tự do. Khi mà tôi nhớ là chúng tôi sống ở Việt Nam ngày xưa đó, mình có hiểu tại sao mà rất khó để người ta sáng tạo. Tại vì mình làm cái gì đó là mình chưa phát huy được hết cái tinh hoa của nó, đạt đến điểm đó là mình đã lo sợ rồi. Lo sợ là bị vu khống, bị người ta chụp mũ, bị bắt bớ, bị thế này thế kia. Không, mình không dám suy nghĩ. Và tới khi mà chúng tôi quen qua nước ngoài, nhất là sống ở Mỹ. Ở Mỹ này không ai buộc tội chúng ta bởi vì chúng ta suy nghĩ hết. Ở đây chúng ta cũng nghĩ rằng mình ban đêm có ai đến gõ cửa để bắt mình. Thường thường đó là ở bên Mỹ, nếu người ta muốn muốn kiện tụng mình, họ phải có trắc tòa, và trắc tòa phải đến công khai ban ngày. Chính phủ Mỹ họ không có làm cái kiểu ban đêm đến khủng bố dân giống như những chính quyền mà ban đêm đến gõ cửa bắt ra nửa đêm. Thì như vậy những điều đó nó làm chúng ta được thảnh thơi, và trong cái thảnh thơi đó nó giúp chúng ta rất nhiều về sự suy nghĩ. Bởi vì như là hai cái đất nước mà rất là giàu có về kinh tế, một là Hoa Kỳ, hai là Trung Quốc, thì người Mỹ họ cứ than phiền rằng Trung Quốc tại sao ăn cắp bản quyền sở hữu trí tuệ. Thật sự mà nói thì Trung Quốc có nhiều người học rất cao. Trung Quốc là một quốc gia mà có rất là nhiều người tài, nhưng mà họ thường đi vào trong tình trạng gọi là đi câu kiểu, đi ăn cắp của người khác. Tại vì sao vậy? Tại vì xã hội Trung Quốc á, nó không có cho phép người ta rỗng rang suy nghĩ một cách thảnh thơi để mà cho sự sáng tạo, mà làm việc theo chỉ đạo và làm việc có tất cách là chặn điều này bắt điều kia. Ví dụ như mình sống ở trong quốc gia mà internet bị kiểm duyệt chẳng hạn, và một cái nhân tài mà sống ở tại cái xã hội Mỹ, một nhân tài sống ở tại xã hội Trung Quốc khác, rất là khác biệt. Cái sự khác biệt lớn là ở chỗ đó, là một cái nhân tài ở Mỹ là họ tự do, họ phát tiết cái tinh anh của họ, họ có thể làm được cái gì mà họ muốn làm. Không phải là mình có thể làm tất cả những chuyện càng rỡ đâu, nhưng mà khi mình nghĩ đến chuyện sáng tạo, bởi vì cái xã hội Mỹ là xã hội sản sinh ra được những cái nhân tài lớn, như là làm việc ở Google hay là những hãng Apple hay là Microsoft. Những cái nhân tài đó nó đến từ một thứ mà rất là quý báu,
Mà thật sự những cái nước ở cùng xã hội hiểu đó, sự tự do. Ở trong sự tự do đó, con người có được một cái trạng thái thật ra rất là khó diễn tả. Khi mà chúng ta làm việc gì đó mà chúng ta bị o ép, bị câu thúc, bị bắt lỗi, bắt phải. Chúng tôi nhớ hồi xưa chúng tôi làm việc trong giáo hội một thời gian đó, có những người đó họ làm một cái vai trò là luôn luôn gọi là bắt chặt, bắt lỏng, tức là gây khó khăn cho những người khác. Ai mà có sáng kiến gì lên là họ hạch sách, họ hỏi làm thế nào, họ làm giống như họ là ông thẩm phán. Và khi mà những người đó đó họ nắm những điều bị quan trọng của giáo hội đó, họ bóp chết cái khả năng sáng tạo. Thì cái sự sáng tạo, chúng tôi nói cái tuệ giác mà đi với cái khinh an nó tương tự như vậy. Khinh an đó, nó là một trạng thái tự do, nhưng mà tự do trong lãnh lực cá nhân, trong lãnh nội tâm. Và cái tự do, cái rộng ra đó, nó là cái gì không phải đơn giản để mà chúng ta hiểu được. Không phải một người sống trong xã hội tự do mà hiểu được sự tự do đó. Nhưng mà sự khinh an đó rất là cần thiết, rất là cần thiết để cho cái tuệ giác sanh khởi. Lúc đó mình không bị cột trói, không bị ràng buộc. Đó, cái đó chúng ta gọi là cánh giác chi, hay là thường gọi là kinh năng nhắc chứ. Và thưa quý vị, cái yếu tố thứ bảy gọi là định giác chi. Định giác chi ở đây đó, đó là sự tập trung, tập trung. Sự tập trung, chú tập trung này nó cũng là một cái sự hướng tâm, nhưng mà sự hướng tâm liên tục, hướng tâm có lâu dài ở trên một đối tượng, và từ đó nó sẽ tháo gỡ ra rất là nhiều những cái lĩnh kính của giây phút ban đầu. Chúng tôi nói một cái ví dụ như vậy là khi mà cái gì mới vào công tác thì chúng ta còn ngỡ ngàng với nhiều việc, ngỡ ngàng với việc là làm sao để mở máy còn không thoát thóp, rồi hôm nay vị giảng sư nào giảng, hôm nay học cái gì vân vân. Và một ngày mà để chúng ta còn nóng máy thì chúng ta làm nhiều cái thao tác, nhiều thứ cần thiết. Nhưng mà nếu quý vị nào đã vào trong thoát thóp thường rồi thì chúng ta sẽ vào rất là nhanh chóng. Chúng ta rất là nhanh chóng để đi vào sự tập trung. Hôm nay Hesse đó, khi ông viết quyển tác phẩm Siddhartha, mà chúng ta có một cái bản dịch rất là tài hoa của ông Đi Sư Trí Hải đó. Bản dịch đó là câu chuyện dòng sông. Thì thưa quý vị, trong đó có một cái câu đối thoại của Tất Đạt với Kiều Lan. Và trong cái đối thoại này đó, Tất Đạt có kể về cái nếp sống của một vị sa môn và cái khả năng suy tư đó. Thì Tất Đạt có nói một câu là nó giống như một cái hòn sỏi mà thả xuống dưới mặt hồ thì nhanh chóng tìm được đáy nước. Dạ, nó nhanh chóng tìm được đáy nước. Thì cũng vậy, một ở trong những cái khả năng, ngoài cái khả năng im lặng, ngoài khả năng nhìn đối, thì tôi còn có một khả năng, đó là khả năng suy nghĩ rất là nhanh chóng để bắt kịp vấn đề. Một cái hạt sỏi mà mình thả xuống mà nó nhanh chóng tìm đáy nước thế nào được? Thì một cái người mà có cái định lực, và định lực ở đây có sự tập trung, thì họ nhanh chóng họ thể nhập vào cái cảnh giới. Như là quý vị quen tập thơ, thì nhanh chóng để thể nhập vào cảnh giới thơ. Mà không quen á, thì có nhiều khi ta nói là phúc thiên cầu mãi không về, bưng khuôn giấy trắng não thì cầm cái viết hoài mà không có suy, không có tìm ra cái ý thơ, không tìm ra cái tứ thơ. Một người không quen về cái chuyện Phật pháp đó, có thể ngồi có buổi suy nghĩ, cũng thể đào sâu vào cái ý, cái lý kinh được. Người mà không quen với việc gì đó mất rất nhiều thời gian. Thậm chí là khi mà chúng ta đọc vào các tầng thiền đó, là khi mà mình muốn tập chú vào giai đoạn sơ khởi đó, thì cần đến tầm là sự hướng tâm, tứ là áp sát, quan là sự hướng cảnh, và định đó, đó là cái sự an lập. Nhưng mà khi mà mình đã thuần thục rồi đó, thì mình bỏ bớt đi tầm, bỏ bớt đi tứ, bỏ bớt đi sự hướng tâm,
hay là sự quán thức, mà mình còn trong đó còn hỷ lạc và định, sâu hơn nữa bỏ hỷ còn lạc và định, sâu hơn nữa còn định và xả. Hay là mình mới học ngôn ngữ đó, thì mình chưa thể nào sử dụng ngôn ngữ một cách phản xạ được. Ban đầu còn phải nghĩ từ này trong tiếng Việt dịch ra tiếng Anh thế nào, rồi ráp câu như thế nào, rồi sắp xếp ý tưởng như thế nào. Và thậm chí khi mà mình đã quen nói rồi đó, mình vẫn suy nghĩ theo tiếng Việt và đổi dịch sang tiếng kia, mình không thể phản xạ được. Khi mà càng thuần thục càng lâu đó, thì cái sự mà cái sự thuần thục đó, nó là một thứ định. Cái định này đòi hỏi là mình làm việc đó một cách thành thạo, một cách thuần thục, và chúng ta gọi là thạo tay. Khi mình đã thạo tay rồi đó, và tức là một việc là hoài làm hoài, và cái tay mình nó thạo tay rồi đó, thưa quý vị, nó không còn có những cái chuẩn bị, không còn có những cái lúng túng, không còn có thứ mà làm rất là nhanh chóng. Mình để ý trong cuộc sống này, cái gì mà mình thường làm, mình mà làm nhiều đó, thì mình sẽ đạt đến chỗ tinh diệu. Chúng ta để ý thường là như vậy. Không thể nào một cái người mà chúng tôi hồi nhỏ tôi nghe suy tưởng những người mà họ là thông minh quá trở thành nạn nhân, là họ hay bị rơi vào tình trạng gọi là học qua loa đó. Tức là người thông minh họ nghĩ là họ hiểu rồi, họ biết rồi, à cái đó tôi biết. Người ta nói thơ đường tôi cũng biết rồi, họ nói cái công trước đây tôi cũng biết rồi, họ nói lịch sử biết rồi. Nhưng mà nhiều khi cái biết là do sự thông minh, nhưng mà không nhất thiết là cái biết là do sự đọc sâu. Cái biết do định luật, không biết chiều sâu về việc đó. Họ không biết chiều sâu do vậy đó, cái biết của họ đã trở thành qua loa, trở thành đại loại, và họ không có thảo tay, họ không có thuần thục. Thì cái định là cái gì? Là trên một đối tượng, trên một đề mục, trên một việc làm gì đó tập chú, lặp đi lặp lại, chúng ta gọi là nước bền, sự bền bỉ đó. Và sự bền bỉ lâu ngày đó, nó cho phép chúng ta không những là quen thuộc, không những là dễ chịu, mà chúng ta thể đào sâu vào. Và nhiều vị thiền sư thí dụ định giống như là một cái kính lúp đó, mà nó gom ánh sáng mặt trời lại và nó tạo một cái điểm nóng, và cái điểm nóng của kính hội tụ đó nó tạo nên cái sức nóng có thể đốt cháy được. Dạ, cái đó là cái mà chúng ta gọi là định luật. Thưa quý vị, sau cùng cái yếu tố thứ bảy mà chúng ta gọi là xả chấp gì, và đây là cái chữ mà nó tạo ra nhiều cái ngộ nhận nhất. Dạ, chỉ xả chấp gì người ta thường hiểu nó là bình thản, nhưng mà thật ra cái chữ xả chấp gì này đó, nếu chúng ta hiểu cho rõ thì chữ xả chấp gì ở đây hiểu là một cái yếu tố quân bình. Yếu tố quân bình này được hiểu như là một cái người hắc xịt đó, họ đi trên một cái sợi dây, và họ đi sợi dây, cái yếu tố mà họ thể đi sợi dây từ cái cao ốc này qua cao ốc kia trên một sợi dây rất nhỏ đó, là nó phải có sự quân bình. Nếu mà họ chưa có giỏi lắm á, thì họ phải dùng tới một cái cây sào, và cây sào dễ giúp cho họ sự quân bình hơn. Còn nếu mà họ giỏi đó, rất ít người mà họ đi mà không có dùng tới cây sào, thì cái sự quân bình ở đây đó, nó giống như trong vật lý mà người ta nói đến là một cái đa giác đế, tức là một cái đế ở dưới mà cái lực nghiêng á, nó không có làm chạch chúng ta đi, và nó phải làm chúng ta ở cái mức ở giữa, để quân bình giữa cái lực của bên này và bên kia, cái trọng lực bên này bên kia. Nếu cái trọng lực nó nghiêng về bên này quá đó, thì nó sẽ làm, nó làm chúng ta bị té, mà nghiêng bên kia quá chúng ta bị té. Cái đó gọi là xả giác chi. Thì cái yếu tố quân bình này đó, nói theo cái ngôn ngữ bình thường của chúng ta là cái trình độ hiểu biết cái gì là vừa phải. Dạ, hiểu biết vừa phải. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là bây giờ có một cái người khách đến nhà mà mình tiếp đãi họ đó, mà mình tiếp đãi họ một cách lạnh nhạt quá đó, thì cũng làm cho họ thất vọng. Mà đôi khi mình tiếp đãi họ quá niềm nở đó, thì đôi khi họ cũng lúng túng, họ biết là tại sao mình niềm nở như vậy. Thì cái người mà có kinh nghiệm trong sự đón tiếp đó, thì người đó phải hiểu rằng cái gì đó là vừa phải. Dạ, cái gì nó vừa phải. Chúng tôi có một cái kinh nghiệm là có một vài lần chúng tôi đi khỏi đó, thì khi có người ở xa đến thì họ chỉ muốn vào lễ Phật thôi, nhưng mà họ gặp một cái người Phật tử, và người Phật tử này thật lo mới đi đến chùa, gọi là hăng hái quá độ đó. Thì người này
bỏ thì giờ ra dẫn lên chánh điện, rồi dẫn xuống dưới tháp xá lợi, cốc nhà kỷ niệm hòa thượng, dẫn chỗ này kia, rồi dẫn chỗ nào cũng là thuyết minh thao thao bất tuyệt. Thì sau đó người khách đó họ đi về nhà, rồi họ gọi điện thoại, họ nói chúng tôi rằng hôm nay tụi con có lên chùa, đáng lẽ vào lễ Phật thôi, nhưng mà gặp cái cô Phật tử đó, cổ dẫn đi, thành ra thấy cô nhiệt tình quá, mình cũng ngại, mặc dù rất là bận việc phải đi ra sở làm, nhưng mà rất ngại, thành ra phải ở lại ngồi nghe cổ mất hết 2 tiếng đồng hồ. Chúng tôi chỉ cười thôi, tại vì mình không trách được cô Phật tử. Cô ở chùa thì có hăng hái, có khách đến thì cô nghĩ rằng ô, cái chuyện rất là tốt, rất là tốt là mình Phật tử đến thì mình tiếp đãi một cách hậu hỷ, là mình dẫn họ đi từ đầu chí cuối, mình thuyết minh đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà người đó không biết cái gì là vừa phải. Cái người vừa phải là mình coi cái thái độ, cái sắc mặt của họ. Họ đến chùa để làm gì? Họ đến chùa để họ lấy Phật thì cho họ lấy Phật là sống. Nhưng mà nếu họ đó họ có hòa thượng, họ muốn đến chùa hòa thượng thì mình dẫn họ đi. Chứ không nhất thiết là mình phải làm cái tour, làm cái tour thì chí cuối làm như vậy. Thì thật sự rất là khó để trong cuộc sống mình sống cái gì gọi là vừa phải. Cái vừa phải, cái vừa phải đó nó là một cái nó là một cái thứ kinh nghiệm, kinh nghiệm nó đến từ sự từng trải, nó không có ít, không có nhiều, không có dư, không có thiếu. Tương tự như bây giờ thưa quý vị, ở đây giả sử như mình quen nói chuyện đó, thì trong thời lượng 1 tiếng đồng hồ, người ta cho mình nói 9 điều thì mình cũng sẽ nói trong trong 1 tiếng đồng hồ được. Mà họ cho nói 3 điều mình cũng nói trong tiếng hộ được. Họ cho mình nói 1 điều cũng nói trong tiếng hộ được. Chứ không phải mình nói là bây giờ cho mình nói 3 điều tiếng hộ. Như vậy đó là nếu bắt mình nói 7 điều thì mình phải nói 2 tiếng đồng hồ. Dạ không, mình phải làm sao cho nó đúng tương đối thời lượng. Thì biết cái gì là chừng vừa phải đó. Cái đó chúng ta gọi là xả giác chi. Thì quý vị thấy cái sự quân bình, cái biết vừa phải và gì là xả giác chi, đôi khi nó rất là khó hiểu. Chúng ta hiểu nó khác biệt một trời một vực, nhưng mà thật ra mà nói rằng thì cái xả giác chi nó là cái khả năng về về chừng mực, và chừng mực rất là khó, bởi vì Đức Phật ngài dạy rằng ở trong cuộc đời mà một người thiện trí là biết nghĩa, biết pháp, và rồi biết người, biết mình, rồi biết thời gian, rồi biết đám đông, rồi biết cái sự chừng mực, và tri nghĩa, tri pháp, tri kỷ, tri biến, tri thời, tri hội, tri độ, những cái chuyện đó nó không có đơn giản. Thì thưa quý vị, đó là vài điều mà chúng tôi muốn nói về 7 cái pháp giác chi. Và 7 pháp giác chi này tức là 7 cái thành tố để kết cấu nên cái tuệ giác. Và dĩ nhiên là khi đến 7 giác chi đó là cho đến tuệ giác là sự giác ngộ. Và đây là một cái tầng lớp rất là sâu xa của pháp hành. Và pháp hành, tuy vậy 7 giác chi này có thể đem áp dụng trong đời sống hàng ngày, và tại đó chúng ta sẽ hiểu rằng những yếu tố nào khiến cho chúng ta đôi khi rất là sáng suốt, rất là minh mẫn. Nhiều khi mình gọi đó là thông minh đột xuất, nhưng mà thực sự nó không đột xuất đâu. Sự thông minh nó có những cái yếu tố kết hợp, nhưng mà chúng ta không nhận ra điều đó. Những khi mà mình khỏe, những khi mà mình sạch sẽ, những khi mình nhẹ nhàng, mình sáng suốt, mình tinh tế, đôi khi con người mình nó ma đưa lối, quỷ đưa đường, không phải là có ma có quỷ, mà là do chúng ta thiếu những cái tố chất, là những tố chất cần thiết để chúng ta sáng suốt. Thì chúng tôi xin kết thúc bài nói chuyện về giác chi ở đây. Tiếp theo thì nếu không biết Thượng tọa Tuyệt Siêu có mặt ở trước máy, nếu Thượng tọa Tuyệt Siêu đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh Thượng tọa nói cho vài lời, và sau đó thì chúng ta sẽ đi vào phần thảo luận. Xin kính thỉnh Thượng tọa Tuyệt Siêu. Thưa vì Thượng tọa Tuệ Siêu không có mặt ở trước máy, Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa Pháp Tân có ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Pháp Tân có mặt ở trước máy, xin thỉnh Thượng tọa Pháp Tân quan hệ nói cho vài lời. Dạ, kính thỉnh Thượng tọa Pháp Tân.
Sa tu kính tri ân thượng tọa Nhật Bản hay giảng cho bài học hôm nay. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ thượng tọa Nhật Bản, thượng tọa Tề Quyền, thượng tọa Minh Hạnh và Đức Như Thông cùng Chư Tăng. Chào cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Để tiếp theo lời của thượng tọa Nhật Đẳng thì như chúng ta biết là hôm nay chúng ta học cái bài học nói đến thập giác chi. Đây là một trong những cái phương pháp để mà mình tu tập đưa đến giác ngộ. Khi cái nội tâm của mình có được những cái điều đó thì là cái sự mà giác ngộ của một cái vị hành giả dễ dàng hơn và có thể là không xa, vì đó sẽ có được cái sự giác ngộ. Thì cái tiến trình tu tập ở trong Phật giáo nói chung thì nói là đi trên cái con đường thực hành, cái con đường đạo lộ hay đạo lộ giải thoát, thì phải cần phải qua thực hành. Trong đó nói nhóm pháp ở trong tứ niệm xứ, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo chẳng hạn, thì nói chung là 37 pháp tất cả, 37 pháp tất cả. Và trong đó là có 7 cái pháp giác chi này, thất giác chi này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó là cái nền tảng của nội tâm. Bởi vì một người không có định, không có niệm, không có xả, không có kinh an, vân vân, thì khó mà giác ngộ được. Như vậy thì khi mà mình tu á, thật sự ra nó là mình tu để mà đi đến giác ngộ thì cũng phải trải qua rất là nhiều cái thời gian, thậm chí nhiều đời, nhiều kiếp nữa. Nhưng mà để mà chuẩn bị cho cái việc mà giác ngộ được, cái tâm nó có được cái sự định tĩnh, tâm có được một cái sự nỗ lực chuyên cần ở trong cái đời sống tu tập của mình. Ngay cả cái việc mà mình nói mình, nhiều khi mình ngồi thiền, mình chú tâm, có những cái lúc mà nó bị phân tán thì cái tâm của mình nó không thể định tĩnh được. Nhưng mà khi mà mình chuyên chú vào trong đó, mình nỗ lực để mà mình đặt cái tâm vào trong một cái đề mục ấy, thì lúc đó mình tâm mình nương vào trong cái đề mục đó mà để giữ cái tâm của mình, thì cái người mà có được cái sự chuyên cần đó, đó cũng như là một trong những cái sự nỗ lực tinh tấn trong cái đời sống thiền tập của một cái vị hành giả. Rồi là có thể nói rằng là một người mà ví dụ như mình thấy rằng ở mùa buổi ban đầu á, có khi mình mới có tập tu thôi đó, thì thật sự cái tâm của mình nó nhiều cái sự khoan duyên theo trần cảnh, nhiều cái khoan duyên theo trần cảnh. Và cái sau này đó là khi mà mình có được những cái kinh nghiệm, rồi mình có được những sự quyết tâm, rồi mình có được cái sự trải nghiệm, thì cái tâm của mình nó có thể dễ dàng mình giữ nó được, mình giữ cái tâm của mình được, không để bị thất niệm, không để bị thất niệm. Cho nên cái việc đó đó, nó dường như là chúng ta làm tới làm lui làm hoài, làm đến khi nào mà chúng ta thuần thục, tự nội tâm mình thuần thục những điều đó, thì rõ ràng là nó có cái kết quả. Để ý là khi nào mà mình cái nội tâm mình có chánh niệm được lâu dài, thì phải nói là cái hỷ lạc của mình ở trong nội lòng nó có rất là nhiều. Còn trong khi mà cái tâm của mình mà bị theo trần cảnh thì đó là mình
luôn luôn có một cái trạng thái mệt mỏi, luôn luôn có một cái trạng thái giống như là trảo hống như vậy. Tức là mình vừa phóng dật, vừa lo sợ, vừa buồn rầu, vừa thấy hụt hẫng. Thì cái việc đó là do cái tâm mình bị thất niệm. Nhưng mà cái tâm mà đã khi một khi đã có chánh niệm rồi đó, thì dù gì nữa thì cái nội tâm của họ đã chuẩn bị cho cái sự trụ tâm trên một cái đề mục có, hay hoặc có được cái sự chánh niệm, tức là những cái đề mục mình đang theo dõi, hoặc là quay nghi đi đứng nằm ngồi, hoặc là các cái cảm thọ vân vân, thì do tùy theo mỗi người để mà thực hành thôi. Cái thực hành này thì ở đây đó là cái sự nỗ lực có hay không, hoặc là cái duyên lành của một cái vị hành giả có được, nó đã đưa đủ vừa đủ để nó chớm nở, để cho cái vị đó có thể giác ngộ được. Nhưng mà nếu mà cái tâm của mình nó có được cái sự an tịnh thì chưa có nói chuyện là mình giác ngộ thành bậc này bậc kia, nhưng mà phải nói là cái tâm của một cái vị hành giả khi mà đã có chánh niệm trong suốt một cái thời gian như vậy thì phải nói rằng cái tâm rất là an lạc, an lạc, an lạc không có gì bằng. Bởi vì trong cái khuynh hướng của chúng thì rõ ràng là luôn luôn có một cái sự gì đó hụt hẫng, thiếu thốn, cao cát. Tâm của mình nó không có dừng yên mà nó lúc nào nó cũng là một cái trạng thái sẵn bồn chồn, khiến được có cái dù là cái vấn đề như thế nào thì mình cũng có an lạc mà thôi. Cái gì hành giả nó cũng có an lạc. Cho nên đến một mức độ nào đó thì đến mức độ nào đó rồi đó thì cái tâm của một cái vị hành giả công chú ở trong một cái đề mục của mình thì phải nói rằng là có nhiều khi đó ví dụ là mình cứ tập tới tập luôn hoài quý vị, thì tòa Pháp Tân đã gặp trở ngại được truyền, thì có lẽ giây lát nữa thì tòa sẽ trở lại. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần trắc nghiệm. Câu trắc nghiệm đầu tiên thì kính thỉnh thì tòa Thị Quyền hoan hỷ cho đáp án. Không biết là thì tòa Thị Quyền có mặt ở trước máy không? Nếu thì tòa Thị Quyền đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh thì tòa giúp cho đáp án câu trắc nghiệm số 1. Dạ vâng. Mời quý Phật tử trả lời cho câu trắc nghiệm số 1. Chỉ giác chi hay là bố chanh cá được hiểu chính xác với câu nào sau đây? A là 7 bước đưa đến giác ngộ,
7 bước, tức là chúng ta có bước 1, bước thứ nhất, bước thứ hai, bước thứ ba, đi hết bước này đến bước khác, tức là 7 bước trên giác ngộ. B là 7 thành tố của tuệ giác, tức là một công thức. Công thức này kết hợp nhiều cái thành tố, gọi là ví dụ mình làm một cái bánh mình có những nguyên liệu chẳng hạn. C là 7 điều kiện để tu tập. 7 điều kiện tu tập, ví dụ như mình muốn mua căn nhà mình phải có điều kiện gì, thì đó là điều kiện. D là 7 thành quả của giác ngộ giải thoát. Mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh Chư Tổ tự nguyện khoan hỷ cho đáp án. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Giờ thưa đại chúng được nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng. Kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức Nguyên Thông cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đông. Thân chào đến quý Thông Ngữ cùng Sư Phật Tử. Và câu hỏi rằng là thất giác chi bọc chân giá, tôi có được hiểu chính xác là với câu nào sau đây? 7 bước đưa đến giác ngộ. B, 7 thành tố của tuệ giác. C, 7 điều kiện tu chứng. D, 7 thành quả. 7 thành quả của giác ngộ giải thoát. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta cho rằng chỉ có 7 bước giác ngộ, thì chúng ta nói cái bước, nói theo hoặc thí dụ như là giới, rồi định niệm, kính an, rồi xả, rồi tới thẩm giác chi vân vân, thì 7 cái điều kiện này, 7 cái tiêu chí này, nó cùng phối hợp để đưa đến cái giác ngộ. Chúng ta phải nhớ như vậy. Đó là cái lý thứ nhất. Cho nên phải 7 bước. Mà nếu như chúng ta có thể nói rằng chỉ có 7 bước sao, vậy thì thất, vậy thì bát chánh đạo như thế nào? Dạ, thì ở đây chính là chúng ta thấy. Cho nên nếu mà tiêu chí đưa ra kiểu là cái A, thì chúng ta tạm thời chúng ta dừng lại ở chỗ đó. Còn Thứ tôi thưa quyền khoan hỷ cầm biết trở lại trong rung không còn nghe được. Xin chỉnh. Dạ, cảm ơn các dạ, con cảm ơn Thầy Tòa. Dạ, cảm ơn quý vị. Quý vị đã nghe chúng tôi nói rõ không? Dạ, là cảm ơn. Dạ, con cảm ơn Thầy Tòa. Thì chúng ta biết là bảy cái giác chi, tức là nó thuộc về cái bảy, chúng ta gọi là bảy cái pháp hành trong 37 pháp trợ đạo Bồ Đề. Mà nếu mà nói pháp hành gì thì chúng ta thấy cái điều kiện mà chúng ta nói trước nhất, chúng ta chọn câu A, thì chúng ta thấy nó là một điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Rồi nếu chúng ta nói bảy yếu tố của tuệ giác thì chúng ta nói cái nghe thoát như vậy thôi. Ví dụ như bây giờ thất giác chi
là một pháp mà ở đó cái vị hành giả tu tập để nhằm lớn mạnh. Cho cái sự giác ngộ hay thành tựu cái giác ngộ. C, B, bảy yếu tố của tuệ giác. Nếu chúng ta nói tới tuệ giác mà chúng ta nếu mà xét quá nhiều cái yếu tố, xuyên qua bảy yếu tố. Yếu tố của tuệ giác mà nếu chúng ta đưa yếu tố chỉ là yếu tố của tuệ giác không thì cái điều này chúng ta cũng phải có một cái sự suy nghĩ lại. Bởi vì quả thật thì cái thành tố giác ngộ thì cái chỗ này chúng tôi đang là vừa chấp nhận mà vừa không cái chỗ B này. Thì yếu tố thì chúng ta cũng suy nghĩ. Bởi cái thành tố này nó đưa đến cái giác ngộ, đưa đến cái giải thoát. Còn C, bảy cái điều kiện tu chứng. Cái điều kiện tu chứng để đưa đến giác ngộ nó có bốn điều kiện nói theo tới niệm xứ. Chỉ có con đường đó và đưa đến sự giác ngộ, đưa đến sự giải thoát. Điều kiện thứ nhất phải là thân, thọ, tâm và pháp quán niệm xứ. Có đầy đủ những cái điều kiện này thì chúng ta sẽ tu chứng và có thể giác ngộ. Đây là cái giá trị thật. Mà ở đây nếu chúng ta cho rằng bảy chất chi là bảy cái điều kiện tu chứng thì chúng tôi cũng xét lại một chút. Cái điều đó mình phải có một sự tư duy suy nghĩ. D, bảy thành quả của sự giác ngộ, bảy thành quả của sự giác ngộ giải thoát. Ở đây con đường tu chứng rồi, cái sự thành quả thì nó đã viên mãn giác ngộ rồi. Bảy thành quả tức là sau khi đó, sau khi giác ngộ rồi chúng ta đã thành tựu rồi. Thì cái đề này thì chúng ta suy nghĩ lại, tức cái điều mà chúng ta đã nói đến cái điều mà chúng ta đã giác ngộ rồi ha. Cho nên đây là một điều mà chúng ta tức đã thành tựu rồi. Còn ở đây nói yếu tố của thất giác chi được hiểu chính xác với câu nào sau đây, hiểu chính xác thôi, chứ còn như chúng ta nói cho nó đã hoàn thành, nó đã tốt đẹp rồi. Thì hỏi A, B, C và D, hỏi chọn cái yếu tố nào? Thì kính thưa quý vị, đối với chúng tôi, riêng chúng tôi thì chúng tôi sẽ chọn là là câu B. Thì chúng tôi không là câu B. Và đây là cái câu trả lời của chính con. Con không biết nó như thế nào. Thì bây giờ con kính cung thỉnh thượng tọa quay trở lại để xác định và giải thích rõ cái câu hỏi mà thượng tọa đã đặt ra. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy giá. Sa thủ kính trực thượng tọa Tuệ Quyền. Dạ đúng là câu B thưa quý vị. Câu B tức là những cái thành tố. Hồi nãy chúng tôi có dùng chữ công thức, hay là giống như là những nguyên liệu mà chúng ta dùng để nấu ăn hay là làm bánh hay là gì đó. Thì câu trả lời của chúng ta là câu B, là bảy cái thành tố để dẫn dắt cùng. Bây giờ thì chúng ta sang câu trắc nghiệm số 2. Không biết là thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tân đang có mặt trước
máy xin thỉnh đó, thì tổ hoàn thiện cho cô trách nhiệm số. Dạ, mời quý Phật tử trả lời cho cô trách nhiệm số 2. Câu nào dưới đây nói chính xác về niệm giác chi, chứng niệm giác chi thưa quý vị? A là bén nhạy tỉnh giác với thực tại, nhất là những gì đang xảy ra ở thân và tâm của mình. B là chuyên niệm nhập tâm danh hiệu Phật hay là thần chú. C là thường tự nhắc trong lòng một nguyên tắc nào đó, như chúng ta nói về tâm niệm chẳng hạn, 10 điều tâm niệm. D là lặp đi lặp lại bằng lời một điều gì đó, như là chúng ta niệm Phật chúng ta lặp đi lặp lại bằng lời. Mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh thì tổ hợp tinh hoàn thiện cho đáp án. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Chư Tôn, kính chào Chư Trung Rưng. Chúng ta qua cái câu trắc nghiệm số 2 ở đây, đó là câu nào dưới đây nói chính xác về niệm giác chi? A là bể nhạy tỉnh giác với thực tại, nhất là những gì đang xảy ra ở thân và tâm. B là chuyên niệm nhập tâm danh hiệu Phật hay thần chú. C là thường tự nhắc lòng nguyên tắc nào đó, nguyên tắc nào đó. D là lặp đi lại bằng lời, bằng lời một điều gì. Thì ở đây đó chúng ta thấy cái câu A gọi là bén nhạy tỉnh giác với thực tại, nhất là những gì đang xảy ra trong thân và tâm. Thì cái việc này nó đúng như vậy, tại vì sự chánh niệm tỉnh giác của một người đó là hành giả tu tập đó, là chánh niệm là mình ghi nhận, mình biết những gì thực tại đang xảy ra thân tâm mình. Vậy chỉ có cái chánh niệm và sự ghi nhận như vậy, và tự giác thì giải biết rõ nó là sao trong mỗi cái sự biến chuyển của thân và tâm mình. Thì người ta không nghĩ đến những chuyện quá khứ, cũng không có nghĩ đến những chuyện mà chưa xảy ra, mà là chỉ biết những cái gì đang xảy ra ở thân và tâm của mình. Thì chỉ có chánh niệm và tỉnh giác mới có thể biết được những điều đó. Nếu mà mình không có ghi nhận được thì mình là thất niệm, bởi vì do cái cảnh này cảnh kia liên quan đến cảnh gì nó đã xảy ra rồi đó, hoặc là chưa xảy ra mà mình nghĩ đến nó, thì cái tâm mình nó bị thất niệm. Thì cái chánh niệm chánh giác là cốt yếu đó, là làm sao ghi nhận biết rõ những sự diễn biến đang xảy ra mà thôi, mà đặc biệt đang xảy ra của thân và tâm. Mình có thể là chánh niệm để mà mình quán chiếu, mình thấy rõ như vậy, biết rõ như vậy thì tốt, đúng là như vậy. B đó là chuyên niệm một danh hiệu Phật hay một thần chú. Thì cái này có giống như là người ta gọi là niệm Phật hay niệm một cái câu thần chú. Như cái người tu về Tịnh Độ Tông của thường truyền phái Bắc truyền Tịnh Độ Tông, thì họ lấy một cái danh hiệu của một vị Phật nào đó thì họ niệm, niệm đi niệm lại, niệm đi niệm lại. Mình niệm đó là niệm danh hiệu của một vị Phật nào đó, hay là ngược lại một cái câu thần chú của trường phái. Hay là đọc tức lui, đọc xuống lui. Thì ở trong cái điều đó nó cũng là một trong những cái có những cái sự chú niệm nhất định, nhưng mà cái đó không được gọi là chánh niệm đâu, không có thể nói là đó là chánh niệm được. Thì chánh niệm là những cái gì mà mình đang ghi nhận đang diễn ra thân và tâm của mình,
chứ gì ở bên ngoài, câu thần chú ở bên ngoài để mà mình niệm niệm tới niệm lui niệm xuôi niệm ngược á, thì cái đó nó cũng chưa phải được gọi là chánh niệm. Hay là mình niệm một vị của một vị Phật nào đó thì đó là mình niệm một danh hiệu nào đó thôi. Chứ cũng đó là cái chánh niệm ở đây. Còn cái câu câu C đó là thường tự nhắc trong lòng mình nguyên tắc nào đó, thì tự mình đặt ra một cái nguyên tắc và mình cái nguyên tắc đó nó trở thành cái khuôn mẫu để mình nương vào đó để mà mình giống. Nó rọc khuôn như vậy và mình phải đi theo cái nguyên tắc đó. Thì thật sự ra đó, cái nguyên tắc thì tùy vào mỗi người để đặt ra cho mình một cái nguyên tắc. Ví dụ như con người thì nói là mình phải ngồi thiền bao nhiêu phút, là niệm làm như vậy trước khi mà mình tu thiền, đặt tâm cho mình tu thiền. Thì hoặc là nguyên tắc của mình đặt ra cho mình một cái gì đó, thì cái khuôn mẫu cái nguyên tắc đó làm cho họ nhắc tới nhắc luôn những điều đó. Thì sự thật cái đó để cho mình nhớ được, nhớ được cái điều đó mình thường nhắc tới nhắc lui để mình nhớ cái điều mà mình đã đặt ra, nguyên tắc mà mình đã đặt ra để mà mình nhớ tới nhắc lui. Do cái sự tự nhắc đó, nhắc tới nhắc lui như vậy thì mình mới phải nhớ. Nó cũng không thể nói đó là chánh niệm. Rõ ràng thì trong chánh niệm thì nó cũng có một cái phần để mà mình ghi nhận vào trong cái việc gì đó, cái việc gì đó. Nhưng mà ở đây là cái việc mà một người mà thường nhắc tới nhắc luôn một nguyên tắc nào đó thì nó cũng chưa phải gọi đó là chánh niệm và tỉnh giác được. Chánh niệm và tỉnh giác được. D đó là lặp đi lặp lại bằng những một lời, bằng một điều nào đó. Thì cái đó cũng là cái mà tập cho mình có một cái điều gì đó để mà mình ghi nhận. Nhưng mà cái ghi nhận đó có thể là thí dụ như là mình thí dụ như người ta có thể là người ta luyện tà đi, ví dụ người ta luyện tà, người ta lấy một cái câu cái gì đó họ niệm cái câu đó. Thì lâu ngày thì họ cũng có một cái sự ghi nhận, một cái sự chánh niệm, một cái sự định tâm nhất định nào đó. Nhưng mà do cái tâm hướng điều tà thì cũng không thể nói nó là chánh tà, chánh niệm được, không thể nói là chánh niệm được. Thì ở đây chúng tôi thấy rằng là nhân bốn này, câu A, câu B, C, nó là cái câu đó thì nó tức là mình thật sự cái gì mà đang diễn ra đó, đối với thân và tâm của mình gọi là cái người mà cái chánh niệm có những cái yếu tố để một cái vì hành giả có được quý vị còn nghe không ạ? Chúng tôi quý vị còn nghe không ạ? Dạ cảm ơn thượng tọa giác đản, cảm ơn quý vị. Con chúng tôi chọn cái câu A làm đáp án. Các vị hầu như là các vị chọn câu A, nhưng mà rồi đó là tại chúng tôi bị lạc đó, cho nên không thấy ai gì để mà xin chúc mừng quý vị. Kính thỉnh thượng tọa trả lại. Sa thú kính trình thượng tọa học tình. Đại Đức Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Và nếu Đại Đức Nguyên Thông nghe được, xin Đại Đức Nguyên Thông hoan hỷ cho đáp án.
Đại Đức Minh Thông, Đại Đức Minh Thông có mặt ở trước máy không? Có lẽ Đại Đức Minh Thông không nghe. Thưa tọa Thượng Quyền, thưa tọa có trước máy mặt ở trước máy không? Nếu thưa tọa Thượng Quyền nghe được, xin thỉnh thưa tọa hoan hỷ cho đáp án của trắc nghiệm số số 3. Dạ, mời quý Phật tử trả lời cho câu trắc nghiệm số 3. Trạch pháp giác chi mang ý nghĩa tầng sau đây. A là khả năng thẩm sát. Dạ, thẩm sát tức nghĩa là thẩm sát nghĩa là sự điều tra hay nghiên cứu hay là thẩm định. B là khả năng phân biệt. Đây là điều tốt, đây là điều xấu, đây là điều nên, điều không nên. C là khả năng tinh tế, tức là đủ cái sự tinh tế để phân biệt đây là thật, đây là giả, đây là đúng, đây là sai, đây là tốt, đây là xấu, đây thì ngã. Đây là cả ba câu ABCD. Mời ABCD, xin thưa, mời quý phương tiện trả lời và kính thỉnh thì tôi tuyên quyền hoan hỷ cho đáp án. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Giờ kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, chúng ta thấy là có thể nói rằng hôm nay học cái bài Thất Giác Chi thì chúng ta thấy nếu có câu hỏi rằng nếu nói về trạch pháp á, trạch pháp giác chi á, tức là trong cái trí tuệ để mà thẩm sát, để mà chúng ta có một cái đầy đủ tốt đẹp á, thì nó phải có cái trí tuệ. Về trí tuệ, trạch pháp có ý nghĩa nào sau đây? A, khả năng thẩm sát. Ở đây khi chúng ta nghe thấy là thẩm giác chi, tức là một ý nghĩa thẩm sát, thì chúng ta thấy là hoàn toàn chính xác. Đây là cái câu hỏi thứ nhất, đó là hoàn toàn chính xác. Bởi vì nếu như không có yếu tố thẩm sát, không có yếu tố của thẩm sát, của tuệ giác chi này, kính thưa quý vị, thì nó sẽ không thành tựu được cái giá trị ý nghĩa cao cả của Bodhipakkhaya, mà nó không phối hợp được. Cho nên ở trong cái tinh thần tuệ giác đó, ngay chúng nghe nói tới, chúng ta thấy cái tuệ giác thì chỉ thẳng vào chính là cái tuệ, mà thẩm giác chi đây tức là một trí tuệ có khả năng thẩm sát tường tận ở trong mọi cái vận hành thân và tâm này, hay là mọi cái vận hành của cái sự tu tập. Nếu không có yếu tố của thẩm giác, thẩm sát giác chi này, thì các pháp đồng sanh để đưa đến tuệ quả giải thoát thì không có. Cho nên A là đúng như vậy. B là khả năng phân biệt. Chính vì cái trí tuệ chẳng những nó có cái khả năng phân biệt, xin lỗi, có khả năng thẩm sát để biết, để hiểu, để cảm nhận được coi như là thân và tâm này, yếu tố của sự sanh sự diệt, mà sự sanh sự diệt đó được thấy và được biết một cách rõ ràng, được phân biệt một cách khu biệt, thì điều đó phải là trí tuệ hay là phải là thẩm giác chi. Phân biệt được thọ lạc, thọ hỷ, thọ xả, phân biệt được cái sanh cái diệt, phân biệt được cái khinh an hoặc không khinh an, phân biệt được tâm của chúng tâm đã tiến trình tiến hành đó đi đến như thế nào rồi, thì đó chính là điều mà chúng ta thấy tâm sở khởi sanh lên, và các cảm thọ hay là cảm giác của toàn thân, nói chung là của thân và tâm, được phân biệt một cách rõ thì cũng phải do thẩm sát của trí tuệ. B này cũng là đúng. C, khả năng tinh tuế. Khả năng tinh tuế ở đây không có một cái gì
mà nó thật sự nó thô kệch cho bằng tâm, không có gì nhu nhuyến tinh tế nhẹ nhàng, cũng là tâm. Mà cái trí tuệ trong sự giác ngộ thì chẳng những thẩm sát phân biệt nhẹ nhàng nhu nhuyến như là một lưỡi gươm lưỡi kiếm, rất là nhẹ nhưng rất là sắc, rất là bén, thì mới cắt được các cái phiền não. Mà phiền não dẫu cho là lớn lao hay là vi tế đều sẽ được đoạn do khả năng của thẩm giác chi bố chân gá này. Cái tinh tuế, phải nói rằng cái từ tinh tuế này thì chúng ta biết là rất là chuẩn xác, ổn định và tốt đẹp, nhắm đúng mũi tên, đi đúng, nhẹ nhàng, không có mạnh quá, cũng không có phải nhanh quá, cũng không có chậm quá, mà đi đúng, mà nó tiến, nó cắm vào ngay cái hồng trung, hồng tâm đó, được chính xác, tinh tế, chính là do khả năng trí tuệ, chính là tuệ giác đó mà nó thành tựu. D, cả ba câu A, B, C, D, cả câu A, B và C, dạ đúng, đáp án là câu D, dạ xin câu D này là chính xác, dạ, à, con xin đáp án là câu D, nếu có gì điều gì cần bổ túc mà xác định một cách cung thỉnh thượng tọa, Nam Mô Bổn Thầy Giác. Sa thú kích thiên thượng tọa tuyên quyền. Đại đức Minh Thông, Đại đức Minh Thông có mặt ở trước máy mà có nghe được không? Nếu Đại đức Minh Thông đang có mặt trước máy, xin Đại đức Minh Thông quan hệ cho đáp án câu trắc nghiệm số 4. Có lẽ Đại đức Minh Thông không có mặt ở trước máy. Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Pháp Tân trước máy, xin thỉnh Thượng tọa quan hệ cho đáp án câu trắc nghiệm số 4. Một lần nữa xin được hỏi Thượng tọa Hợp Tân, Thượng tọa có ở trước máy và có nghe được không? Thượng tọa Hợp Tân và Đại đức Quyền Hồng đều không có mặt ở máy. Không biết Thượng tọa Tuyên Quyền có thể giúp trả lời được không? Nếu Thượng tọa Tuyên Quyền... Dạ, Thượng tọa Tuyên Quyền... Dạ, xin hỏi Thượng tọa Tuyên Quyền... thì tôi có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nam mô Bổn Thầy Giác, Nam mô Tham Mai Giác, Nam mô Sanh Khai Giác, Giác Sơ, chúng được nghe rõ không à? Dạ, cảm ơn quý vị. Thí dụ nào sau đây nói lên ý nghĩa của cần giác chi? Nói lên ý nghĩa của cần giác chi. A, chân ga. B, bốn bánh xe. C, phân khối hay là mã lực của máy. D, trọng tải chuyên chở. Chúng tôi cũng cần giác chi nha quý vị ha. Nó lên cái sức mạnh. Một chiếc xe như vậy đó, là nó cần có cái gì? Nó cần có cái gì mới để chiếc xe nó đẩy đi? Nếu mà chúng ta A, cái chân ga, nếu có chân ga không, cũng không được.
nó có bốn bánh xe không cũng không được, mà C nó phân khối hay là mã lực của máy. Cái câu này có thể chấp nhận được. Nó phải có cái, nó phải có một cái lực đẩy, nó phải phân khối, nó phải có cái mã lực của chính nó để chúng ta xác định. Bởi vì quý vị biết chân ga, nhưng nó yếu quá, chân ga nếu như mã lực nó yếu quá hay là nó bị hư thì chân ga nó cũng không được, cũng có cũng như không. Ở đây phải có cái, còn thí dụ như bốn bánh xe là nâng đỡ, nó nâng đỡ thôi. Còn cái sự chuyên cần, cái sự tinh tấn này, cố gắng để đi tới, để thành tựu, để viên mãn, thì cần phải có một sức mạnh, cái xe đó nó mới chuyển động, mà chúng ta gọi là cái decibel hay cái gì đó, bây giờ nó đề, thí dụ như nó bao nhiêu cái dòng decibel, thí dụ cái máy đó là 1.800, 2.500, 4.000, 3.000 gì vân vân, thì nó đề cái từ chuyên môn của nó, thì cái đó chính là nó nói lên cái sức mạnh, nói lên một cái sự rướng, sự trường của cái xe nó rất là mạnh, thì cũng vậy nói lên một cái sự tinh tấn, thể hiện nó rõ nét. Còn cái mà chúng ta biết gọi là tải chuyên chở, nó rất là nhẹ nhàng. Cái xe thì nó chuyên chở, nó trọng tải, sự cố gắng phải là cái sự chuyên chở, cái xe thì nó phải nói đến cái sự chuyên chở về cái về cái mã lực của nó, hay về cái sự chuyên cần tinh tấn thì không nói đến cái sự chuyên chở, mà nói đến cái mã lực trọng, cái phân khối của chính nó. Thì vừa sát theo ý nghĩa của cái cần giác chi, của cần giác chi. Dạ đúng rồi, phân khối thì chỉ cho mã lực là đúng. Thì cũng vậy, thì mã lực ở đây chính là cái gì? Nó là một cái sức mạnh, mà tinh tấn là một sức mạnh. Nếu chúng ta chọn chân ga đó, thì chân ga chỉ là chân đạp, cái đạp, đạp cho máy nó tiến tới, tôi cũng có cái lý. Cái chân, tức là bây giờ một cái tác động thì phân khối cũng như là một chúng ta đạp ga. Chúng ta đạp ga thì nó mới vụt nhanh, nó chạy. Nhưng ngược lại, nói đến yếu tố của cần là một yếu tố nỗ lực, yếu tố chuyên cần, yếu tố tinh tấn. Thì không phải là, đây chính là một cái lực đẩy nó mới tiến tới. Thì bảo chúng tôi, hỏi chúng tôi chọn, thì chúng tôi vẫn chọn là cái xe. Thì cái A nó có một, nó cũng có một cái như là một cái đề ba, chân ga là một cái đề ba vô mà để nhấp nó, để nhấp chân đi. Còn này nó là yếu tố của sức mạnh của cần giác chi, thì chúng ta cần phải phân biệt cách rõ như vậy. Thì điều này thì xin chúc mừng thôi, coi như là để, riêng là Đức Nguyên Thông thì Đức Nguyên Thông là A, Hoa Nguyệt là C, Phong Lan là C, rồi Vô Thường là C, Từ Bi là C, Pháp Lữ cũng C, rồi Từ Mãn là C, Diệu Giác là C, nghĩ lại là C. Và tất cả chọn C. Chúng tôi chỉ có Nguồn Đại Đức Nguyên Thông là A. Thì đây là cái câu trả lời của chính con. Con kính cung thỉnh Thượng Tọa quay trở lại. Nếu có đi dự cờ mối túc thì kính cung thỉnh Ngài.
và để xác định cái đáp án này. Nam mô Bổn Thầy. Sa thủ Kính Trần, thưa tòa, thưa quý vị, thưa vị, câu đáp án của chúng ta cho cô trắc nghiệm số 4, tức là câu C, tức là mã lực hệ phân khối. Trước khi hồi nãy có nói quý vị rằng nhiều khi họ định nghĩ chỉ cần nghĩa là sự cố gắng hay chỉ ráng. Cái cố gắng và ráng giống như mình cố gắng mà đạp ga vậy đó. Thì cái đạp ga đó nó không có nhất thiết là nói lên ý nghĩa của cần giác chi. Cho nên cái cần giác chi tức là một yếu tố thành phẩm rồi. Nói lên cái năng lực của tập. Cái năng lực này được hiểu như là phân khối hay là mã lực của chiếc xe. Dạ, cái xe nó chạy mạnh hay yếu là do cái mã lực. Chứ không phải giống như là mình nói là cố gắng giống mà cố gắng đạp ga vậy đó. Máy yếu mà cố gắng đạp ga thì nó không hẳn là nó lên được. Rồi, câu trả lời chúng ta là câu C. Bây giờ thì chúng ta bước qua câu trắc nghiệm số 5. Câu này không biết Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Pháp Tân có mặt trước máy và Thượng Tọa thì cho đáp án không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân đang có mặt trước máy xin thỉnh Thượng Tọa cho đáp án câu trắc nghiệm số 5. Nếu Thượng Tọa Pháp Tân không có mặt ở trước máy thì chắc Thượng Tọa Tự Quyền cũng khoa kỹ trả lời cho đáp án luôn cho câu này. Giờ quý vị cũng nghỉ chờ chị một xíu vậy. Hello, chị Pháp Lương đi. Hello. Dạ. Hỷ hay là hân hoan trong bảy giác chi có công năng nào sau đây? A là hưởng thụ quá trình tu tập. B là thoải mái, dễ chịu. Dạ. Cái công năng tức là cái hiệu năng đó, nó mang lại cho chúng ta cái thoải mái, dễ chịu sự tu tập. Nếu mình ngồi thiền mà mình có hỷ giác chi thì mình sẽ thoải mái. Mà không có hỷ giác chi thì mình không thoải mái và không dễ chịu. C là hào hứng trong sự tu tập. Hào hứng tức là sự phấn khích. Và D là tin tưởng mạnh mẽ về những gì mình làm. Thì trong bốn cái ABCD, cái nào là cái tác dụng hay là cái nào là cái công năng thực sự của hỷ giác chi? Xin mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền hoan hỷ cho đáp án. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, dạ, quý vị nghe rõ. Dạ, cảm ơn. Lạy Chư Tăng và kính chào quý vị. Hỷ hay hân hoan giác chi có công năng nào sau đây? A, hưởng thụ quá trình tu tập. Nói chứ hưởng thụ là chúng ta biết là chúng ta không cần phải chọn, chúng ta cho qua rồi đó. Bởi vì nó tu tập, nó nói cái chuyện hưởng thụ là thấy nó hơi căng thẳng rồi. Nếu như vậy mà, và thí dụ như cảm thấy vui thích ở trong cái cảm giác đó để cũng là tiêu rồi, đừng nói chi là mà chúng ta sẽ chờ hưởng thụ. Trên câu A chúng ta không cần phải ngại lỗi ngay. Câu B, thoải mái dễ chịu trong sự tu tập, đây chính là giá trị của hỷ. Hỷ đó như vậy, cảm thấy thoải mái, cảm thấy dễ chịu trong cái việc tu tập, mà nhờ như vậy nó làm cái nền tảng để tâm an trú vững vàng, để đẩy mạnh các pháp động sanh khác, tức là các giác chi khác nó khởi sanh mạnh mẽ. C, hào hứng trong sự tu tập. Hào hứng này nó có một ý nghĩa là chúng ta ước muốn và chúng ta cảm thấy nó tầm tìm đến tiếp tục cái một cái sự vật hay là một cái trạng thái đó, trạng thái tâm đó. Thì câu C này cũng phải suy nghĩ lại. Câu D, tin tưởng mạnh mẽ những gì mình làm. Cái tâm gọi là tin tưởng. Thì cái tâm đó nó khẳng khoái. Vì vậy cho nên để mà chúng ta có cái sự suy nghĩ đó, là để mà vững chắc chúng bước tiến trước thì cũng chưa chắc. Cho nên vì vậy ở đây không phải gọi là niềm tin, cái sự tin tưởng rồi nó mới thành tựu, không phải như vậy. Mà ở đó chính là cái tâm tư thoải mái, dễ chịu. Nhờ vậy mà chúng ta có thể tiến tu thành tựu tuệ giác khác, hay là thất giác chi khác, hay là thành tựu cái đạo lộ giải thoát của chính mình. Thì đáp án của chúng tôi là câu B.
Dạ, xin chúc mừng đến vô ngã tướng là B, từ bi là B, Phong Lan, Hoàng Nguyệt là C. Rồi Sakura là B, Châu Phan là B, Diệu là B, Phong Lan là B, Phong Tướng là B, Từ Mãn là D. Và kính cung thỉnh từ tôi quay trở lại, nếu có gì cần vô túc thì kính cung thỉnh Ngài. Nam Mô Bố Tha. Dạ. Sa thủ kính trường Thượng tọa Tịnh Quyền. Câu trả lời của Thượng tọa Tịnh Quyền đã kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bồ Đề Đà Ma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào Rung để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú dạ từ xin chúng con thành tri ân chư tôn đã mời đi giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước từ bi tu hầu mong đem lại an lạc trong đời sống hầu đến đại thoát. Kính cảm ơn chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ chúng đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn.